Một vị trí bất động sản có diện tích là ngang 5, sâu cho 21m nha quý vị, sâu cho 21m, nằm trên mặt tiền đường nhựa, rộng 32m nha quý vị, rộng 32m và kế công ty xí nghiệp của khu nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và khu vực này là thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Và vị trí đất của chúng ta nằm trên trục đường 32m quý vị ạ, kế bên căn nhà này, kế bên căn nhà. Đó, và quanh đây những cái ký ốt nhà trọ cũng đã ở rất là đông đúc rồi. Và từ đây chúng ta di chuyển ra 5.000 căn nhà ở xã hội của BKMX cũng chỉ 100m nha quý vị. Di chuyển ra chợ đêm Mỹ Phước ạ, cũng 100m là tới chợ đêm Mỹ Phước rồi. Và chúng ta di chuyển ra khu biệt thự, khu villa cao cấp nhất của khu công nghiệp Mỹ Phước này cũng chỉ 300m. Và từ vị trí này chúng ta di chuyển ra quốc lộ 13, cổng của khu nghiệp Mỹ Phước 1 chỉ 700m nha quý vị, 700m. Và từ đây di chuyển ra bến xe Mỹ Phước này, chợ Mỹ Phước 1 và tất cả những cái dịch vụ như là y tế, chợ, rồi chợ đêm đã bao quanh ở khu vực này với bán kính chỉ 300m. Với diện tích này ngay ngày hôm nay, giá vị trí đất này nha quý vị, 2,6 tỷ. 2,6 tỷ đất nằm ngay đây. Đằng sau lưng của chúng ta là những dãy nhà trọ và những căn nhà ở rất là đông đúc rồi. Với vị trí này cách đây khoảng 1 đến 2 năm trước, bất động sản này bán với lại giá 2,5 tỷ. Và bây giờ với cái diện tích này cách đây 2 năm trước bán từ 3,5 tỷ cho tới 3,8 tỷ, mà hiện tại chủ kẹt quá cắt lỗ bán chỉ 2,6 tỷ. Quý hàng quan tâm liên hệ Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858, và Trọng Thơ xin chia sẻ vì dĩ này ngân hàng hỗ trợ lên tới hơn 60%. Quý hàng quan tâm liên hệ Trọng Thơ nha. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.